Khi nhắc đến những con quỷ của vua Solomon, thì không thể thiếu Enishigo. Con quỷ này rất ít được nhắc tới, cũng như không rõ sự tồn tại của nó. Enishigo là một thuật ngữ gắn liền với ma quỷ học và huyền bí. Trong nhiều văn bản ma quỷ và truyền thống huyền bí khác nhau, Enishigo đôi khi được mô tả là một thực thể hoặc linh hồn ma quỷ. Nguồn gốc của cái tên này không rõ ràng và nó không có lịch sử được ghi chép rõ ràng ngoài văn học huyền bí. Enishigo thường được miêu tả là một nữ quỷ hoặc linh hồn gắn liền với sự quyến rũ, thao túng và lừa dối. Giống như nhiều nhân vật trong ma học, cô được cho là đã cám dỗ con người và khiến họ lạc lối khỏi con đường chính nghĩa. Nghe rất giống với Lilith, mình sẽ làm một video để nói về con quỷ này. Enishigo có thể được nhắc đến trong các cuốn ma đạo thư, bản thảo huyền bí và các tác phẩm về ma quỷ học. Mặc dù các chi tiết cụ thể về đặc điểm và thuộc tính của con quỷ này có thể khác nhau, tùy thuộc vào nguồn có thể là vật chủ. Cũng như các nhân vật khác trong quỷ học, niềm tin về Enishigo chủ yếu được tìm thấy trong một số truyền thống huyền bí và thần bí nhất định, và không phải là một phần của giáo lý tôn giáo chính thống. Trong cựu ước của Solomon, Enishigo bị vua Solomon trói buộc bằng 3 vòng xích, và cô ta phải tiên tri cho vua. Enishigo đã tiên đoán rằng vương quốc của Solomon sẽ bị chia cắt, đền thờ Jerusalem sẽ bị phá hủy bởi vị vua Ba Tư, Med và Chalens. Những công cụ trong đền thờ sẽ được sử dụng để phụng sự các vị thần khác. Những vỏ chứa từng được dùng để giam giữ con quỷ sẽ bị phá hủy bởi con người. Quỷ dữ được giải thoát và tràn ngập khắp thế giới, khiến đàn ông lạc lối cho đến khi con của chúa bị đóng đinh. Đứa con này sẽ được sinh ra bởi một trinh nữ và là người duy nhất có quyền năng đánh bại quỷ dữ. Tên của ngài là Emmanuel, Emmanuel, và chúng ta còn gọi ngài là Giê-xu. Giá trị số học của những ký tự trong tên ngài là 644. Solomon đã không tin Enishigo và trói cô ta vào một sợi xích không thể phá hủy. Nhưng sau này, ông đã chứng kiến được một phần sự thật trong lời tiên tri của cô ta. Khi ông lầm lạc bởi một người phụ nữ thờ phụng các vị thần dị giáo và vương quốc của ông bị chia cắt bởi chúa. Về sau, Enishigo cũng đã được giải thoát cùng với các chúa quỷ khác bởi sự tò mò của con người. Cho đến ngày nay, con quỷ này cũng dần đi vào sự quên lãng và trở thành nhân vật hư cấu. Nếu như bạn thích video này, hãy giúp mình like và share để kênh có thể phát triển. Rất cảm ơn.